xin chào anh chị, muốn chào quý anh chị nhà tư đã quay trở lại với kênh của Nguyên hà stock thì rất vui được gặp lại quý anh chị trong cái video của em ngày hôm nay thì hôm nay em cũng xin phép làm một cái video ngắn để đánh giá là tình hình thị trường cũng như là đi qua một số mã cổ phiếu mà các anh chị đang quan tâm thì anh chị xem video nếu thấy hữu ích thì anh chị có thể nhấn một nút like video cũng như là một nút đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký ở bên dưới phần mô tả của mỗi video thì em có để một đường link zalo cộng đồng đây là nơi các anh chị có thể cùng nhau trao đổi về thị trường cũng như là các cái mã cổ phiếu còn nếu anh chị đã muốn đồng hành cùng em trong cái room tư vấn khách hàng để nhận được những khuyến nghị sớm nhất từ em thì anh chị có thể thực hiện theo các bên dưới phần mô tả ha thì em sẽ hướng dẫn các chị vào room rồi em xin cảm Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã xem cái video của em ngày hôm nay chúc anh chị và gia đình có một buổi có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc Thì cái kênh của em thì cũng sắp đạt được cái cột mốc là 5.000 người đăng ký rồi Thì em cũng xin anh, cảm ơn anh chị rất là nhiều trong thời gian qua để ủng hộ em ha Em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều Rồi phần đầu tiên của video thì chúng ta cũng nhìn qua về thị trường VNX ngày hôm nay như thế nào Thì VNX hôm nay đóng phiên với 1 bảy 77 điểm tăng 17,85 điểm tương với 1,31% với mức thanh khoản là 23.734 tỷ với 249 mã tăng, 18 mã tăng trần, 54 mã tham chiếu, 138 mã giảm và 3 mã giảm sang trong rổ phiên 30 thì có 22 mã tăng, không mã tăng trần, 1 mã tham chiếu, 7 mã giảm và không mã giảm sang Thì hôm nay là một phiên tăng điểm rất là tốt của thị trường. À khi mà thị trường xanh từ đầu phiên đến cuối phiên và đóng và đóng đến với cái mức à với một con số khá là đẹp là 1377.77 điểm ha. Tới quý 7. Rồi, với mức tăng là khoảng ha 17,85 điểm là một mức tăng khá là tốt với cái phiên ngày hôm nay. À, thì thị trường ngày hôm nay đóng nến với một cây nến có thể gọi à, có thể nói gọi là cây nến marubozu tuy nhiên cây nến này cái gọi là cái biên độ của nó nó khá là thấp nó chỉ dao động là cái biên là từ 1363 đến 1377 có nghĩa là nó chỉ dao động trong cái biên độ khoảng 14 điểm thôi thì cái à, cái biên này thì nó không nó không lớn lắm tuy nhiên à, tuy nhiên khi mà nó cái spread nó như thế này thì em đã cũng khá là ok rồi và đóng nến cao nhất ngày quan trọng là cái việc đóng nến cao nhất ngày nghĩa là cái áp lực cung bên trên đó hiện tại nó đang à, nó đang giảm dần với cái thị trường rồi thì nhiều anh chị hỏi em á thì thị trường nó có thể nó có thể bứt được lên những cái vùng mà những cái vùng trên này ngay, ngay hay chưa thì với quan điểm của em khi mà thị trường nó muốn bứt lên được cái vùng này á thì nó phải có một cái phiên xác nhận em hay gọi là một một phiên gọi là một phiên bùng nổ theo đà một phiên bùng nổ theo đà là một là những cái phiên à, những cái phiên gọi là với lượng thanh khoản à, cao là từ khoảng 30 đến 35 nghìn tỷ. Đó điều thứ nhất. À, điều thứ hai là tăng từ khoảng là khoảng từ à, 20 đến 30 điểm và đóng đến cao nhất này thì đó là có thể hình thành một cái phiên gọi là phiên bùng nổ theo đà. À, rồi à, với khối lượng lớn. Còn nếu mà thị trường với à, nếu mà thị trường nó không à, xác nhận được một một cái phiên đó thì nhiều khả năng á thị trường nó nó sẽ tiếp tục à, sập sình qua những cái biên như thế này. đó, Sập sình qua những cái biên như thế này và sau đó à, khi mà nó tiệm cận về cái à, những cái vùng như thế này chị. À, đây tiệm cận về những cái vùng như thế này và sau đó nó sẽ bật tăng lên trở lại. Đó. nếu mà thị trường nó không xác nhận được với một cái phiên bùng nổ tiêu đề thì thị trường nó sẽ tiếp tục sập sinh quanh cái biên như thế này và sau đó nó sẽ bứt lên đó. thì đó là hai kịch bản mà các chị lưu ý trong giai đoạn tới thì khi mà em nhìn qua về các cái mẹ cổ phiếu ngành ngân hàng trong giai đoạn này á thì nhiều mẹ cổ phiếu nó đang trong một gia đình à, gọi là trong một giai đoạn là một giai đoạn tạo đáy mới À, một cái vùng cân bằng mới như các cái mẹ cổ phiếu là MSB này hay là các cái mẹ cổ phiếu như HDB chị đó nó đang à, đang đang trong một à, mô, mô hình là tạo đáy à, đang trong quá trình tạo đáy thì những cái mẹ cổ phiếu ngành ngân hàng á thì sắp tới là sẽ là những ngành dẫn dắt à, là những là những cái ngành dẫn dắt thị trường à, vượt lên cái vùng một nghìn tuy nhiên để kéo thị trường vượt một nghìn ngay lập tức bây giờ thì nó khá là khó tại vì những cái mẹ cổ phiếu như thế này nó vẫn đang trong một à, quy, quy trình tạo đáy và tạo những cái vùng cân bằng giá mới thì à, em nghĩ là nên em nghĩ là cần phải một thời gian nữa là khoảng từ một tuần đến hai tuần nữa thì thị trường nó sẽ nó sẽ tăng những cái mức rất là tốt với những cái nhóm 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 ngành dẫn dắt đó là ngân hàng chứng khoán cũng như là một vài mạng ngành thép trong giai đoạn sắp tới ha rồi về thị trường ngày hôm nay thì các cái mẹ cổ phiếu ngành ngân hàng tăng rất là tốt À, ngân hàng thì hôm nay có sự hồi phục khá là tốt. Cái gì ha? Các cái mẹ cổ phiếu như là Vietcombank, EBB, à, HDBank, MBank, Techcombank, MSB hay là CTG thì đa phần các mẹ cổ phiếu ngân hàng hôm nay có một sự hồi phục à, khá là ok. Rồi các cái mẹ cổ phiếu ngành thép cũng tương tự. À, ngành thép thì hôm nay có các cái mẹ cổ phiếu tăng tốt như là TVN, SMC à, uh, VGST là H Nam Kim à, Sen hay là HMG thì hôm nay ngành ngành khép nó cũng đã đã có dấu hiệu là nó mong men trở lại rồi uh, thì đó là cái gọi là cái à, gọi là góc nhìn chung về các cái à, về các cái dòng tiền trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay rồi về cái về cặp chỉ số phái sinh thì ngày hôm qua là cái phiên đáo hạn phái sinh. Tuy nhiên ngày hôm qua thì em có một chút về vấn đề về sức khỏe nên cho ngày hôm qua thì em em không thể làm cái video để phục vụ anh chị được. Thì mong anh chị mong chị nào mà mong chờ cái video của em ngày hôm qua thì em mong là anh chị hết sức thông cảm cho em ha. em ha. Rồi về tình hình phát sinh hiện tại thì phá sinh hiện tại hiện tại nó vẫn đang sập sình quanh cái biên là khoảng vùng 1470 đến cái vùng là 1490 là quanh cái biên này à, nếu mà à, có nghĩa là nếu mà tình hình phát sinh đó, mà nó vượt được cái cảng bên trên này của nó là khoảng vùng 1400 1400 1500 đó, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều tuy nhiên giai đoạn hiện tại là một cái giai đoạn khá là bình gọi là khá là bình thường gọi là giai đoạn sập sinh đó của bên phát sinh nghĩa là tăng giảm liên tục tăng giảm liên tục trong cái biên này thì để nói xấu thì hiện tại nó vẫn chưa xấu tuy nhiên để nói tốt hay chưa thì nếu mà nó vượt bên trên là khoảng vùng 1500 á thì nó mới ok còn thế nào còn nếu mà phải sinh nó cứ dập nó cứ sập sình quanh vùng này thì nó sẽ tiếp tục thì thị trường viên đất nó sẽ tiếp tục sập sình thêm một thời gian nữa ở thêm một thời gian nữa để làm gì anh chị tại vì khi mà anh chị nhìn như em đã nói là khi anh chị nhìn qua các cái mạng cổ phiếu ngân hàng đó, thì nó đang trong một quá trình là một quá trình là hình thành tạo đáy và hình thành một cái một cái vùng cân bằng mới các cái mẹ cổ phiếu hình chứng khoán tương tự chạy các cái mẹ cổ phiếu như là MBS này đây nó cũng đang hình thành những cái vùng cân bằng trở lại tại vì nó đã tăng một giai đoạn quá nóng rồi thì một cái mẹ cổ phiếu nó anh chị khi mà nó tăng á, thì các anh chị không thể mong chờ mà nó tăng liên tục được trong tăng cá chỉnh là một điều rất bình thường thì những cái phiên chỉnh như thế này này thì nó sẽ xây một cái nền giá mới vững chắc hơn để nó đi hoặc là đi xa hơn trong dòng phía sau hay là các cái mẹ cổ phiếu như HCM này, đây HCM nó cũng đang chuẩn lại này chị, nó chuẩn lại để hình thành một cái nền, nền giá mới. SHS cũng tương tự chị, SHS hay là hay là các cái mẹ cổ phiếu như là VND này, H -H này các chị không nó đang chuẩn lại để nó hình thành một cái vùng cân bằng mới. thì những cái chuẩn lại như thế này em đã chỉ là cần thiết. À, à, khi mà các cái mẹ cổ phiếu ngành ngân hàng cũng như là ngành chứng khoán nó chuẩn lại á, thì nó nó nhường đường nó sẽ nhường đường cho các cái mạng cổ phiếu ngành midcap khác như là VGT như là Đạm Phú Mỹ như là VMHC như là NV như là GVR như là ba con A TNG Gates đó đó là những cái mạng cổ phiếu hay là FMC chị FMC thì trong giai đoạn vừa rồi nó cũng tăng khá là tốt thì đó có nghĩa là khi mà dòng tiền á nó chuẩn lại ở các cái mạng cổ phiếu ngành ngân hàng cũng như là ngành chứng khoán thì các cái mã cổ phiếu ngành midcap nó kêu là cái dòng tiền nó luân chuyển là một cái điều rất bình thường là một cái điều rất là bình thường chị ha. Có nghĩa là à, dòng tiền á nó, nó đầu à, giai đoạn này thì cái đầu cơ sang mid cap hay là nhiều. Thì nếu anh chị nào mà linh hoạt trong giai đoạn này thì anh chị có thể đánh mic cap à, thì khi mà khi mà các cái mẹ cổ phiếu ngân hàng chứng khoán mà nó hình thành một cái một cái vùng cân bằng giá mới mà nó hình thành một mô hình trống chảy rồi á thì anh chị có thể rút vốn từ Mi cap về bên đây các chị đầu gọi là các chị đầu tư lại về các cái mẹ ngành ngân hàng thì lúc đó gọi là cái tỷ suất sinh lợi của chúng ta nó sẽ à, nó sẽ gọi là tối ưu hơn tại vì mỗi giai đoạn của thị trường mỗi giai đoạn của dòng tiền á, thì chúng ta sẽ có một cái cách đánh khác nhau chứ không phải là giai đoạn nào anh anh chị cũng đánh như nhau À, các chị lưu ý ha rồi về đó là một tình hình về thị trường chung về khối ngoại về khối ngoại cũng như là khối tự doanh trong ngày hôm nay thì diễn biến như thế nào thì khối ngoại hôm nay mua ròng là khoảng 186 tỷ trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay tập trung vào các bạn như là Hoa Sen, STB, Vinhome, Vinamilk, Vietcombank, Masan, HNG, HDBank cũng như là GVR về các cái mẹ cổ phiếu mà tự doanh bán đó là M7Bank, Novaland, CTG à, xin lỗi chị nước ngoài bán đó là MBBank, Novaland, CTG, BDR, Gax, VCI, SSI, DSAC cũng như là DG về cái à, tự doanh thì hôm nay tự doanh bán rồng rất là nhiều hôm nay có thể nói là một phiên bán ròng cực kỳ nhiều của tự doanh với cái mức bán là bốn tỷ trong cái phiên ngày hôm nay à, à, có thể nói là hôm nay đa phần tự doanh đều bán một vài mã bán lớn như là ba con a hbg techcombank mwg Vinamilk, mbb vinhome Novaland, fpt vick stb ocb cũng như Vietcombank công Ban. về một số mã mà tự doanh mua đó là bidv à VB bank cũng như là BWE, VHC cũng như là GMD ha. Rồi về chuyện động ngành ngày hôm nay thì các uh, ngành các ngành đều ngay đa phần đều tăng điểm. Uh, các ngành đều tăng điểm lớn như là ngân hàng này, bất động sản này, chứng khoán này, uh, thép này, uh, hóa chất, uh, dù uh, hóa chất, uh, thực phẩm bán lẻ cũng như là ngành xây dựng. Và các mã uh, về các cái ngành giảm điểm đó là ngành dầu khí, ngành bảo hiểm cũng như là ngành thiết bị điện ha. Rồi, tiếp theo là về cái nhóm dẫn dắt thị trường ngày hôm nay. Về cái nhóm dẫn dắt và chỉ số tăng, đó là Vietcombank. Hôm nay Vietcombank kéo thị trường rất tốt. Đó là Vinhome. Đó. Thì nếu anh chị mà theo dõi tỷ những cái video của em ngày thứ hai đến thứ ba á thì em có anh em có phân tích rất là kỹ hai cái mẹ Vietcombank cũng như là Vinhome này. Tại vì trong giai đoạn vừa rồi á, hai cái mẹ này nó nó nén rất là chặt. À, nó nén rất là chặt khi mà anh chị nhìn qua các mẹ cổ phiếu như Vietcombank này anh chị nó nó đánh theo mồm à, nó đánh, à, Việt công banh và vinh hôm á nó đánh rất là giống nhau thì khi mà nó đánh những cái vùng như thế này này thì trong cái trong cái video ngày thứ hai tuần thứ hai tuần này á thì em có đã có đánh giá cái mẹ việc công banh thì anh chị có thể lấy vị thế quanh vùng này các à, chị có thể đánh ngắn lên vùng này các chị chốt lời anh chị mà linh hoạt thì anh chỉ có thể anh anh chị anh chỉ có thể đánh ngắn với cái mẹ cổ phiếu về công banh này còn đầu tư về lâu dài thì em em vẫn chưa đưa cái mẹ Vietcombank công banh này về đầu tư về lâu dài ha À, thì vì hôm nay về công ban và Vinhome tăng rất tốt, à, Cùng với đã là cái mã Masan, CBCO, Techcombank cũng như CTG đó là những cái mã mà đóng góp vào chỉ số tăng của thị trường ngày hôm nay. Về cái nhóm nhận dắt về chỉ số giảm đó à, chỉ một vài mã thôi, nó cũng không quá lớn. Đó là Gas, VRE, BVH, L LGC, BSH cũng như là VJC. À, về cái độ rộng thị trường ngày hôm nay thì độ rộng thị trường ngày hôm nay nghiêng hẳn về bên màu xanh. Và bên màu xanh là bên mua ha. Với cái độ rộng thị trường hôm nay là khoảng là 249 mà tăng. 249 mã tăng cộng với 18 mã 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 tăng trần là là đó đó là số mã tăng trong ngày hôm nay Và số mã giảm đó là 138 mã giảm và ba mã giảm sàn có nghĩa là cái số mã tăng trong ngày hôm nay á nó lớn hơn cái số mã giảm khá là nhiều thì đây là, đây cũng là một cái sự lan tỏa dòng tiền cũng là cái mức tăng điểm khá là tích cực của thị trường rồi à, về cái mức về cái lượng thanh khoản ngày hôm nay thì lượng thanh khoản ngày hôm nay là khoảng 23.700 tỷ là cái lượng thanh khoản cũng không quá cao à, em thậm chí là lượng thanh khoản khá là thấp tại vì trong giai đoạn này á ở trong giai đoạn này thì người mua có nghĩa là những anh chị nào mà cầm tiền á cầm tiền trong giai đoạn này thì anh chị không dám mua có thể nói là anh chị không dám mua có nghĩa anh mặc dù anh chị mua nhưng mà anh chị không không mua quá nhiều vậy nên cái lượng thanh khoản trong giai đoạn này á nó vẫn trần chừ nó vẫn chờn trừ khá là nhiều nếu mà trong những phiên sắp tới mà nó có những cái phiên xác nhận có những phiên xác nhận và một phiên bùng nổ theo là thì thị trường á cái dòng tiền nó sẽ lao vào đó cái thị trường nó sẽ lao vào những cái những cái mức thanh khoản nó sẽ bùng nổ hơn thì anh chị nên đợi chờ và những cái phiên tuần sau ha rồi phần 2 của video à, phần 2 của video thì em sẽ đánh giá qua về các cái mẹ cổ phiếu để giúp anh chị có cái nhìn tổng quan hơn về các cái mẹ cổ phiếu giai đoạn này như thế nào. Đầu tiên thì em sẽ đi qua mẹ cổ phiếu ngành ngân hàng. Ngân hàng chúng ta Vietcombank. À, Vietcombank ngân ngày hôm nay là một cái anh một cái mẹ dẫn dắt của thị trường. À, hôm nay Vietcombank tăng rất tốt là khoảng À, gần 4,2 phần trăm trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì vì công Banh hiện tại á, nó đang tìm cận về cái vùng đỉnh cũ của nó anh chị thì cái mẹ vì công Banh này á anh chị nó đánh ngắn coi là cái mẹ vì công Banh là một cái mẹ cổ phiếu trụ mà cái mẹ cổ phiếu trụ á thì việc anh chị tăng gọi là anh chị kỳ vọng cái mẹ cổ phiếu trụ tăng nhiều quá thì nó sẽ không không có à, cái mẹ cổ phiếu trụ là những cái mẹ cổ phiếu à, gọi là giữ giữ nhịp cho thị trường điều phối thị trường thì những cái mẹ như thế này á nếu anh chị đánh ngắn thì anh chị có thể canh chốt dần à, canh chốt dần ha à, để gọi là ăn ăn cái nhịp hồi của nó đây ăn cái nhịp hồi của nó từ dưới này lên cái vùng này cũng khá là ok rồi à, vì công ban thì anh chị nếu mà nắm giữ thì anh chị có thể cân nhắc cái mức à, cái mức gọi là cái mức kháng cự bên trên của nó là cái vùng định cự của nó bên trên là khoảng giá 110 ha anh chị lưu ý cái mức kháng cự này rồi tiếp theo là mã an bình À, an bên hiện tại là, là, những cái phiên tác cung rất tốt của cái mẹ cổ phiếu này à, mặc dù nó giảm điểm đó nhưng mà cái lượng thanh khoản rất là thấp à, giảm điểm mà khối lượng thấp là một cái điều em giá rất là cao mà đánh giá là ok thì ha thì anh chị nào đang nắm giữ mà an bên thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ với cái mẹ cổ phiếu này à, thì cái mức hỗ trợ của bên dưới của mẹ cổ phiếu này á là cái mức là khoảng giá 21 nếu thuận giá 21 thì anh chị chốt lời à, còn để mua với cái mẹ cổ phiếu này thì anh chị có thể chờ đó anh chị có thể chờ nó vừa cái cảnh này này anh chị cần chờ vừa cái cảnh là khoảng giá 20. 22.5 à, anh chị có thể đánh ngắn lên khoảng giá khoảng giá 25 26 anh chị chốt lời. Cái mẹ cổ phiếu này anh chị đánh ngắn thôi. Chưa đã đánh dài với cái mẹ cổ phiếu này thì em vẫn chưa đánh giá cao. Rồi tiếp theo là mã HDBank. À, HDBank thì hiện tại hiện tại thì tiền lớn nó vẫn chưa vào. À, cái lượng thanh khoản của mẹ HDBank này khá là thấp. hay à, anh chị nào có có hàng thì có thể tiếp tục nắm giữ với cái mẹ cổ phiếu này. Thì hiện tại cái mức hỗ trợ bên dưới của mẹ HDBank là khoảng vùng giá 32.5 ha giữ trên vùng này thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ được à, rồi để mua thì anh chị nên chờ à, nên chờ tại vì hiện tại các cái mẹ cổ phiếu ngân hàng á thì hiện tại anh chị có có hàng thì anh chị có thể nắm giữ được còn mua mua thì anh chị có thể lấy vị thế thôi à, lấy vị thế khoảng là 30 phần trăm 40 phần trăm trước chứ anh chị chưa nên mua quá nhiều về các cái mẹ cổ phiếu ngành ngân hàng trong dòng này ha rồi tiếp theo là mẹ BBB à, BBB thì cái mẹ này nó hơi bao cung một xíu và cái mẹ cổ phiếu này nó đánh hơi run một xíu cái mẹ cổ phiếu này theo góc nhìn kỹ thuật á cái mảng này cái mảng này thì em không có đánh nhưng mà theo góc nhìn kỹ thuật của em á thì cái mảng này anh chị nào có hàng thì có thể tiếp tục nắm giữ được và cái mức hỗ trợ của nó bên dưới là khoảng giá 21 5 giữ trên vùng này thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ ha SGB SGB thì cũng tương tự như thằng BVB thôi thì cái mức hỗ trợ bên dưới của cái mã cổ phiếu này là khoảng 18 ở cái mẹ cổ phiếu này thì em không có đánh ha rồi tiếp theo là SSB SSB cũng tương tự cái mẹ cổ phiếu này à, cái mức hỗ trợ bên dưới của nó là khoảng giá 38 rồi tiếp theo là MSB à, MSB là một cái mã cổ phiếu em khá là thích cái mẹ cổ phiếu này khá là thích trong giai đoạn vừa rồi tại vì khi mà mẹ thằng mở à, khi mà mẹ mở đó, nó khoảng nó còn vùng giá là khoảng vùng giá 22 23 thì em đã kiếm người chẳng chị à, mua vùng giá này rồi thì khi lúc lúc này á lúc à, khi mà nó ở dưới, vùng giá này á thì anh chị nó anh chị chê nó chậm nhưng mà khi mà nó chạy á thì cái anh chị đu vào rất nhiều và vì anh chị đu vào á thì cái mẹ cổ phiếu này nó phải có những cái phiên rủ cung rủ cung để làm gì để rủ cung để gọi là để rủ bỏ các chị nhà đầu tư mà đu vào những cái phiên như thế này này thì và với, 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 với khối với khối lượng thấp như thế này thì những cái phiên tích cung như thế này là những cái phiên à, uh, những phiên tách cung anh giá rất là cao với cái mẹ cổ phiếu MSB này thì anh chị nào có hàng thì anh chị có thể tiếp tục nhiều với cái mẹ cổ phiếu này ở à, cái mức hỗ trợ bên dưới của cái mẹ cổ phiếu này là khoảng giá 26.5 À, cái mẹ này hiện tại á, có điểm mua gì ha cái mẹ này hiện tại có thể có thể mua được à, anh chị có thể mua quanh giá lọc khoảng giá hai bảy năm đến một giá hai mươi tám anh chị có thể lấy vì thế trước à, với cái mẹ cổ phiếu này rồi tiếp theo là mã à, mời ban Mời ban thì hôm nay cái mở cái cái việc mở gáp với cái mẹ mời ban ngày hôm nay em thấy giá không có cao tại vì trong giai đoạn mà thị trường nó nguy hiểm như thế này mà mời ban nó lại mở gáp như thế này á là một cái gáp khá là nhiều khả năng đây không phải là một cái break, break, break away gap away gáp anh chị cái cái gáp này á nhiều khả năng nó sẽ test lại À, nó sẽ có thể dụ xuống cái vùng giá là khoảng giá 40 sau đó nó bật tăng lên trở lại hiện tại anh chị nào nắm giữ với cái mẹ mời ban này á thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ được còn anh chị nào muốn mua, mua, mới á thì anh chị nên chờ nó test lại cái gáp là khoảng giá 40 này thì anh chị có thể lấy với cái mẹ cổ phiếu này ha à, tự nhiên đang đang siết chặt bi như thế này mà tự nhiên lại mở một cái gáp như thế này thì nó khá là xấu với cái mẹ mời ban này cái mẹ mời ban này á trong một quá trình đi lên mà nó không mở gáp thì nó sẽ ok hơn còn mà mở mà còn mà nó mở gáp mà cái gáp nó đỏ như thế này gọi là gọi là cuối phiên á nó gặp áp lực chốt lời lớn lớn như này thì cái gáp này là một cái gáp rất là nguy hiểm ha anh chị lưu ý với các mẹ mời bạn mời ban này rồi tiếp theo là Techcombank à, Techcombank hiện tại anh chị nào có có hàng thì anh chị tiếp tục nắm giữ thôi cái mức hỗ trợ của Techcombank là khoảng giá à, khoảng giá bốn mươi chín năm À, giữ trên vùng này thì chị yên tâm nắm giữ cái mẹ cổ phiếu này không có gì phải xấu chị cái mẹ cổ phiếu Tây công ban là một cái mẹ cổ phiếu rất là tốt rất, rất, rất tốt về mẹ gọi là về nền tảng cơ bản của nó rồi cái mẹ cổ phiếu này chị tiếp tục nắm giữ ha còn để mua thì anh chị nên chờ nên chờ nó về khoảng vùng giá khoảng giá 52, 52 năm hai năm hai năm năm hai năm hai năm mà nó giữ giá tốt thì chỉ có thể mua với cái mã cổ phiếu này à, Tiếp tức là mã CTG Ờ, thì đa phần các cái mẹ cổ phiếu ngành ngân hàng đó, thì trong ngày này nó nó đi theo một mô hình à, một mô hình cờ đuôi nhiêu như thế này nó đi theo một mô hình đó nó lên xuống lên lên xuống và cái biên độ á à, cái biên độ nó sẽ nhỏ nhỏ dần thì anh chị có thể lưu à, lưu lại và chú ý lại cái là cái mô hình này anh chị có thể à, chú ý về các cái mẹ cổ phiếu giai đoạn sau nếu mà đi theo những cái những cái nền giá như thế này ở những cái xu hướng như thế này thì anh chị có thể lấy những cái vị thế hoặc là lấy vị thế dần khi mà nó chạm về những cái vùng là khoảng giá năm năm mươi một năm 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 xin lỗi anh chị khoảng giá 50 năm 51 thì anh chị có thể lấy vì thế dân với cái mẹ cổ phiếu này rồi tiếp theo mã thắc bên B á SHB, SHB thì hiện tại cái mẹ cổ phiếu này nó khá là khó đoán à, gọi là cái mẹ những cái mẹ của bầu hiện thì không không có đón được không có đón được với cái mẹ cổ phiếu này hiện tại anh chị nào nắm giữ SHB nếu anh chị nào chưa bán nếu anh chị nào chưa bán ha thì anh chị có thể cân nhắc cái mức hỗ trợ bên dưới của nó là khoảng giá 27 27 ha anh chị lưu ý cái mức hỗ trợ, cái mẹ cổ phiếu này còn để tham gia lại với cái mẹ cổ phiếu này thì em nghĩ là không nên tham gia lại với cái mẹ cổ phiếu này tiếp theo STB STB thì xu hướng nó vẫn ổn vậy cái mẹ cổ phiếu này xu hướng nó rất là ổn à, nó vẫn rất là ok với cái mẹ cổ phiếu này thì anh chị nó nào mà nắm giữ thì có thể tiếp tục giữ được với cái mẹ cổ phiếu này ha à, rồi về để mua để mua thì anh chị nên chờ chờ nó về gọn giá 30 31 mà nó giữ giá tốt thì anh chị có thể mua và giá đồng này thì anh chị có thể lấy vì thế dân được rồi, anh chị rồi, anh chị có thể lấy vì thế dân với cái mẹ cổ phiếu STB này được rồi ha rồi tiếp theo là VIP à, VIB là một cái mẹ cổ phiếu giữ giá rất tốt À, mặc dù nó giảm điểm đó nhưng mà khối lượng nó rất thấp trong những phiên gần đây thì cái mẹ cổ phiếu này em đi giá rất là cao và câu chuyện về phía sau của nó thì nó vẫn còn rất là nhiều thì mẹ cổ phiếu này anh chị nào có hàng thì có thể tiếp tục nắm giữ được ha à, lấy vì thế thì anh chị có thể lấy được vị thế được với cái mẹ vb này quan giá khoảng 50 50 năm cũng rất là ok rồi tiếp theo là mã à, 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 là vb thì à, vb thì hiện tại á, hiện tại em nghĩ á em nghĩ là cái mẹ cổ phiếu này nó chưa đánh lên đâu nó vẫn chưa đánh lên được đâu thì cái mẹ cổ phiếu này nếu anh chị chưa nào chưa bán còn là nếu anh chị nào còn kịp hàng á còn kẹp hàng khi mà anh chị đu đỉnh trên cái vùng như thế này này thì anh chị có thể giữ à, anh chị có thể giữ được và có có thể quan sát được quanh giá khoảng 65 mươi năm sáu mươi năm vùng này thì anh chị chốt lời còn cái mẹ cổ phiếu này em đã em đã khuyên các chị trong những cái vùng như thế này này thì em đã, em đã khuyên các chị là không nên mua không nên mua mới với cái mẹ cổ phiếu này rồi thì em đã nói rất nhiều với cái mẹ cổ phiếu này cái mẹ cổ phiếu này anh chị nào còn hàng á thì nâng chặn lại nắm giữ, nắm chặn lại và canh chốt lời thôi Trong giai đoạn này em, em có nói rất nhiều, em có nói rất nhiều trong giai đoạn này ha Anh chị lưu ý với cái mẹ cổ phiếu này Ở Tiếp theo là BIDV à, BIDV là một cái mẹ cổ phiếu hiện tại dự giá rất à, Cái mẹ cổ phiếu này có cái mức hỗ trợ bên dưới rất là cứng À, là khoảng giá 44.5 đây cái mức hỗ trợ rất là cứng với cái mẹ cổ phiếu này thì hiện, hiện tại anh chị nào có hàng thì có thể tiếp tục nắm giữ được à, cái mẹ cổ phiếu này á nếu anh chị nào thích với cái mẹ cổ phiếu này thì hiện tại anh chị có thể anh chị có thể lấy dần với cái mẹ cổ phiếu này với cái mẹ con giá này rồi tuy nhiên á, khi anh chị đầu tư với cái mẹ BIDV thì anh chị phải chấp nhận một điều là cái mẹ cổ phiếu này nó đánh khá là chậm à, nó đánh rất là chậm nha à, gọi là tiềm năng của nó thì rất là nhiều nó sẽ còn đánh mạnh lên nữa nhưng mà trong quá trình nó đi lên á thì nó sẽ đi lên từ từ từ, từ. chứ nó không đi lên quá nhanh được đâu với cái mẹ BIDV này thì anh chị có thể lấy vị thế dần với cái mẹ cổ phiếu này quanh giá 46 rất là ok cái gì ha rồi tiếp theo mà OCB à, xin lỗi chị cái mẹ lời bán lời bán thì hiện tại cái mẹ cổ phiếu này anh, anh, chị nào có hàng á thì anh chị có thể nắm vô được còn để mua lại với cái mẹ cổ phiếu này hiện tại em không em không đánh giá cao nữa tại vì khi mà nó đã trong một giai đoạn nó chạy nó rút như thế này rồi á thì hiện tại cái gọi là cái diễn biến cung cầu của nó nó không nó không còn được chính xác nữa à, anh chị thấy cái mẹ cái mẹ cổ phiếu này nó đánh rất là khó chịu và cái quy trình của nó nó rất là lỏng lẻo thì mẹ cổ phiếu này chị hạn anh chị hạn chế tham gia trò lại ha rồi tiếp theo mẹ SCB thì hiện tại vẫn giá vẫn ok với cái mẹ cổ phiếu này dù giá rất tốt thì anh chị nên chờ đi anh chị các các mẹ cổ phiếu ngân hàng á thì anh chị nên chờ tuần sau nó diễn biến cũng cầu như thế nào thì anh chị có thể lấy ví thế được cái mẹ SCB này anh chị hiện tại anh chị có thể uh, có thể chú ý với, lại với cái mẹ cổ phiếu này và uh, tại vì những cái phiên gần đây là giữ giá rất là tốt uh, Giữ dự giá khá tốt với mẹ cổ phiếu này ha rồi tiếp theo là TIBAN à, uh, TIBAN thì các cái cách đánh của nó rất khá giống như thằng uh, STB uh, STB và HDB thì mẹ à, uh, TIBAN thì anh chị có hàng thì anh chị lưu ý cái mức hỗ trợ bên dưới của nó là khoảng giá 34 à, 45 đến giá 35 ha anh chị lưu ý à, uh, mức hỗ trợ bên dưới của nó để mua thì vẫn chưa đơn chị à, uh, tiếp theo là NVB à, uh, là một mẹ cổ phiếu loại 2 thì cái mẹ cổ phiếu này em không có đánh à, nhưng mà gọi theo anh chị hỏi em á thì cái mẹ cổ phiếu này mức hỗ trợ của nó là như thế nào thì các anh chị nào còn hàng thì anh chị cũng lưu ý cái mức hỗ trợ của nó bên dưới là khoảng giá 18 nhưng mà cái mẹ cổ phiếu này nó rủi ro lắm chị anh chị nào đến với cái mẹ cổ phiếu này anh chị phải lưu ý ha rồi tiếp theo mẹ OCB đây OCB thì nếu anh chị nào mà theo dõi kỹ cái video của em trong trong tuần trước á, thì cái những cái phiên như thế này này đó và cái phiên này á, thì em có nói các anh chị là anh chị có thể canh nó về khoảng là khoảng giá 20 28 28 29 á thì anh chị có thể canh bắt à canh bắt à, với cái mã cổ phiếu này. Thì nếu anh chị mà nếu anh chị nào mà bắt được với cái bạn cổ phiếu này quanh vùng này á thì hiện tại anh chị nào có hàng thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ. Và khoảng vùng giá khoảng giá 29 á cũng chính là cái mức hỗ trợ bên dưới của à, của cái mã OCB này á Anh chị nào có hàng tiếp tục nắm giữ thôi. Rồi tiếp theo mã KELOMAN. À KELOMAN là một cái mã cổ phiếu không tham gia gì chị ha, cái mã cổ phiếu này rủ ra lắm. Hãy nhớ tham gia với cái mã cổ phiếu này. Rồi tiếp theo em xin đi qua một vài mã chứng khoán chứng khoán chúng ta có VCI. à, Visa thì khi mà nó à, khi mà nó chia cổ tức, à, khi mà nó à, phát hành á, khi mà nó phát hành xong thì cái mẻ cổ phiếu này nó chạy, à, khi mà nó chạy như một giai đoạn nó như thế này này, à, khi mà nó chạy một giai đoạn nó như thế này thì em này nói cái mẹ cổ phiếu này nó sẽ kéo, à, nó sẽ kéo lên một giai đoạn mà nào nào mà nó nhất, nó nhanh nhất và sau khi mà nó nó giao dịch không hụt quyền xong thì nó sẽ nó chỉnh lại, thì để tham gia lại với cái mẹ cổ phiếu này á thì anh chị nên chờ, nên chờ nó tạo những cái vùng cân bằng đi thì nó sẽ À, nên chờ nó còn nó test lại những cái gap à, tại vì nó mở gap ra mở mở gap như thế này á thì nó sẽ test lại nó sẽ test lại nửa gap hoặc là hết gap thì à, không biết là nó sẽ test lại như thế nào thì chị để chắc chắn hơn á thì anh chị nên chờ cái mẹ VCI này nó test lại thì anh chị có thể tham gia qua giai đoạn sau á rồi à, tiếp theo là mẹ BVS à, BVS à, BV thì cái mẹ cổ phiếu này á cái mẹ cổ phiếu này về là về xu hướng của mẹ cổ phiếu này thì nó vẫn ok vẫn ok nha thì anh chị lưu ý cái mức hỗ trợ bên dưới của nó là khoảng giá 27.5 rồi tiếp theo MBS ở bé xu hướng rất ổn chị cái cổ phiếu này nó xu hướng rất là ổn với cái mẹ cổ phiếu này thì anh chị nếu có hàng thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ với cái cổ phiếu này à, hỗ trợ của nó khoảng giá 27.8 tám à, lưu ý mức hỗ trợ này cái gì ha để tham gia thì hiện tại em em vẫn chưa em vẫn chưa đánh giá thêm uh, em vẫn cân là để tham gia sớm với cái mẹ cổ phiếu ngành chứng khoán lại thì em vẫn chưa đánh giá cao à, có hàng thì có thể tiếp tục nắm giữ được và lưu ý những cái mức hỗ trợ bên dưới của nó à, vnd à, vnd hỗ trợ bên dưới của nó là khoảng giá bốn bốn mốt cái gì ha bốn mốt à, này ở à, ra hỗ trợ bên dưới của nó khoảng giá bốn tám bốn à, uh, FTS uh, FTS thì cái mạng cổ phiếu này anh chị nâng trận lại một canh chốt lời thôi cái mẹ cổ phiếu này không mua được nữa à, uh, này à, uh, thì anh chị lưu ý cái mức hỗ trợ bên dưới của nó là khoảng giá 40.5 đó là những mức hỗ trợ của HCM này HCM thì hỗ trợ bên dưới của nó là khoảng 43 đó thì những cái mạng cổ phiếu này anh chị nên chờ những vùng cân bằng thì anh chị có thể tham gia trở lại cùng cái việc tham gia quá sớm cái mẹ cổ phiếu ngành chứng khoán á thì vẫn chưa đánh giá cao dần này ha anh chị nên chờ tuần sau đi tuần sau mà nếu nó test lại cũng cầu ok thì anh chị có thể tham gia trở lại rồi về các mạng ngành thép ngành thép thì hôm nay các mạng nhỏ như là tvn nha, vgs smc tlh nam kim chị hôm nay tăng khá tốt còn các mạng cổ phiếu như là hbg hbg thì tăng tăng chậm hơn bây giờ thì chỉ tăng là khoảng 1,36 phần trăm thôi các mạng cổ phiếu như là Hose, Hose thì tăng cũng gần 300 khá là ok. Thì mẹ các cái cổ phiếu ngành thép như TVN này. Rồi, hôm nay TVN cũng tăng tốt nhưng mà cái mạng cổ phiếu này các chị lưu ý những cái mã cổ phiếu ngành thép ấy, thì những cái mã cổ phiếu nhỏ như thế này này. Đó, những cái mã cổ phiếu như là TVN, VSMC, TLH thì nếu anh chị nào mà nếu anh chị nào mà chọn điểm mua đúng thì anh chị có thể ăn được cái nhịp sóng ngắn của cái mẹ cổ phiếu này tại vì những cái mẹ nhỏ như thế này anh chị là nó chỉ gọi là nó chỉ giống như là nó chỉ lo nhoi nó lo nhoi nó tăng một vài phiên có cái mẹ SMC á SMC thì đánh giá cao nhất còn cái mẹ như là TVN là TLH thì những cái mẹ cổ phiếu này anh chị đánh ngắn đánh ngắn là ăn vài phần trăm thì các chị nên thoát còn nếu anh chị nào mà đầu tư về lâu dài thì anh chị có thể cân nhắc HPG đó HPG thì anh chị nên chờ nó vừa cẳng này này đó nó vừa cái cản là khoảng vùng giá là khoảng giá 50 53.5 53.5 53 thì chị có thể mua mua dầm với các bạn cổ phiếu à, phát này hay là hoa sen hoa sen thì anh chị hiện tại á, hiện tại cái mảng cổ phiếu này các bạn anh chị nó có hàng cái tục dữ thôi còn để mua thì anh chị nên chờ là tết lại đi à, tết lại tại vì cái xu hướng của thằng hoa sen trong giai đoạn hiện tại á, thì cái xu hướng nó nó hơi lỏng lẻo cái trong quá trình mà nó 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 diễn biến cung cầu á, thì mẹ cổ phiếu này nó hơi lỏng lẻo thì cái mã cổ phiếu này anh chị nên chờ nó test lại thì anh chị tham gia nó sẽ ok hơn thì nam kim à, nam kim thì hôm nay à, mặc dù nó tăng điểm á nhưng mà vôn thì nó vẫn không cao lắm à, vôn không cao lắm thì hiện tại cái mức kháng cự bên trên của nó là khoảng giá trên này là khoảng giá năm ba bốn ba bốn năm thì anh chị lưu ý cái mức hỗ trợ và xin lỗi anh chị cái mức kháng cự bên trên của nó này ha rồi, rồi thép á, thép thì em nghĩ là trong giai đoạn hiện tại á, thì nên chờ đi nên chờ anh chị anh chị anh chị nên chờ cái mã hbg này này tại vì xu hướng của hbg á, nó sẽ quyết định quyết định các cái mạng ngành thép tại vì anh cả mà à, HPG mà cái xuống nó tốt thì các cái mạng anh thép nó cũng sẽ được hưởng lợi theo thì anh chị nên chờ à, HPG nó diễn biến như thế nào à, khi mà HPG mà này, này, mà nó vượt giá lộn giá năm ba thì nó sẽ rất là tốt trong những phía sau ha anh chị lưu ý các mạng cổ phiếu ngành thép rồi các mạng cổ phiếu ngành bất động sản à, bất động sản có, có, có hôm nay có nam từ liêm thì hôm nay tăng trần này đây nam từ liêm hôm nay tăng trần nổ vôn khá là tốt thì các mạng cổ phiếu này á à, hôm nay là một phiên xác nhận các mạng cổ phiếu này cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên em chờ rất là lâu rồi tại vì những cái mẹ cổ phiếu mà trong giai đoạn trước mà nó vẫn chưa có tiền vào á thì em sẽ không có đánh hay là em sẽ không có đánh với những cái mẹ cổ phiếu này thì những cái mẹ cổ phiếu mà nó tiền vào như thế này thì em sẽ chú ý lại trong giai đoạn phía sau thì anh chị cũng lưu ý mẹ cổ phiếu này ha thì hiện tại cái mức kháng cự bên trên của nó à, mà gọi là cái mức kháng cự gọi là khá là lớn với mẹ cổ phiếu này tại vì cái lượng người mà đu đỉnh trên cái vùng này á nó vẫn có rất là nhiều nha à, các anh chị đu đỉnh trong vùng này khá là nhiều thì anh chị lưu ý cái mức cái mức kháng cự này bên trên của nó nó tới lại vùng này ok thì anh chị có thể có nhắc tham gia và tham, tham gia trở lại à, ajc à, ở trên gì trong những cái video trước thì em có em em có nói là cái mẹ này mua được à, trong những cái video này ngày ngày 15 tháng 6 á, thì em đã nói nhất anh chị là có thể mua được với cái mẹ cổ phiếu này thì hiện tại cái mẹ cổ phiếu này tăng rất tốt ha thì anh chị có thể, thể lưu ý cái mức kháng cự bên trên của nó là khoảng giá 34.5 nó về vùng này tái lại ok thì anh chị có thể mua được với cái mẹ cổ phiếu này Rồi tiếp theo là mẹ TSH à, TSH này hôm nay có dấu hiệu vượt vượt cản thì em đã nói cái mẹ cổ phiếu này á phần à, trăm. tại vì những cái video trước à, trong những cái video trước em có nói là cái vùng này á là 99% là cái vùng đáy của mẹ tê xác này rồi tại vì khi mà nó chạm về cái vùng này chị đó chạm về bật lên này chạm về bật lên, chạm về bật lên chạm về bật lên rất là nhiều lần với mẹ cổ phiếu này thì mẹ cổ phiếu này vùng này là vùng đáy rồi thì để tham gia trở lại với cái mẹ cổ phiếu này á thì phiên ngày hôm nay là một cái phiên xác nhận tiền vào cái mẹ cổ phiếu tê xác này thì anh chị nên chờ nó về nó vượt cái cản là khoảng giá 24 nó vừa, nó vượt cái vượt qua cái vùng này và nó test lại thì anh chị có thể có nhắc tham gia trở lại với cái mẹ cổ phiếu này ha long hậu à, long hậu thì hôm nay tăng rất tốt nhưng mà cái mẹ cổ phiếu này cái lượng thanh khoản này nó hơi ảo một xíu nên là cái lượng thanh khoản và cái cái cách đánh của cái mẹ long hậu này á, nó hơi uh, khó chịu một xíu thì mẹ cổ phiếu này anh chị nào có hàng nắm giữ và nâng chặt lại lên ha và để tham gia thì vẫn chưa ờ, các mẹ cổ phiếu như CEO ờ, CEO hôm nay định định break đó hôm nay CEO định, định uh, có người nó uh, hôm nay em tự em cứ tưởng là một phiên trần của thằng CEO này nhưng mà nó không trần nó không trần và nó không rách được thì mẹ cổ phiếu này anh chị chưa nên chưa nên tham gia anh chị đang chờ nó vượt nó vượt cái cản là khoảng giá 12 thì anh chị có thể có nhắc thêm trở lại à, rồi về các cái mẹ cổ phiếu là KBC à, KBC thì sau những cái phiên tăng nóng thì mẹ cổ phiếu này đang có dấu hiệu chững lại thì cái mẹ cổ phiếu này á, nó chững lại là để các chị lên tàu những gì ha chững lại là, là còn hai ba phiên nữa mà quanh giá khoảng 38.5 thì anh chị có thể lên tàu với cái mẹ cổ phiếu này rồi tiếp là VRE à, VRE thì xuống hiện tại nó vẫn hơi chậm à, cái mẹ này mặc dù tiền lớn nó vào rồi nhưng mà xuống hiện tại nó vẫn hơi chậm thì cái mẹ cổ phiếu này nếu mà nó giữ giá của giá khoảng 32 32 3.5 á mà nó giữ giá có những viên tắc cung thì chị có thể lấy vị thế dầm với cái mẹ cổ phiếu này nó cái mẹ cổ phiếu này nó tạo mô hình hai đáy đây hai đánh nó, th... nó tạo mô hình hai đáy rất thành công rồi và có những cái phiên những phiên đánh đánh vượt đường neckline và sau đó tết lại như thế này thì cái mẹ cổ phiếu VRE là một cái mẹ cổ phiếu mô hình à, gọi là cái xu hướng của nó rất ổn ha mẹ cổ phiếu này chị lưu ý tham gia thì vẫn chưa nên tham gia quá sớm nhưng mà cái cổ phiếu này cũng nên anh chị cũng nên nốt lại ha nó lại chúng ta chú ý thêm rồi các mẹ cổ phiếu này HBC à, HBC thì sau khi mà nó vượt cái cảng này thì hiện tại đang test lại anh chị thì những cái phiên test lại anh chị xem nó như thế nào nếu mà ok thì anh chị có thể cân nhắc tham gia trở lại ha à, ND nè à, cái mẹ này chậm quá anh chị cái mẹ này chậm quá chưa chưa tham gia được ha đất xanh à, đất xanh thì hôm nay là một phiên rút chân khá là thần thánh khi mà nó kéo xuống về 23 ba à, kéo xuống 23 một cái rầm à, kéo xuống một cái rầm mà sau đó nó kéo rút chân lên rồi đó thì cái mẹ cổ phiếu này cái mẹ cổ phiếu nó đánh rất khó chịu thì cái mẹ cổ phiếu này nếu chị nào kịp hàng trên vùng này này thì anh chị nên chờ những cái vùng cân bằng à, cân bằng ngôi nhà khoảng 24 thì chị có thể mua trung mình giá với cái mặt cổ phiếu này ha cái gọi là cái vùng giá 2324 như là cái vùng giá là cái vùng giá vốn của các con mặt rồi thì nhiều khả năng nó sẽ không để thủng cái vùng này đâu các chị yên tâm ha rồi các mặt cổ phiếu là CKG ở CKG thì xuống xu hướng nó vẫn ổn nhưng các cái mặt cổ phiếu này hiện tại nó vẫn hơi chậm à, anh chị có thể cân nhắc cái mức là cái mức kháng cự bên trên của nó là khoảng vùng giá là khoảng vùng giá 18 anh chị cái khoảng kháng cự này ha rồi tiếp theo mặt HDC ở HDC cái mạng này nó chạy nhanh quá cái mạng cổ phiếu này cái mẹ cổ phiếu này hiện tại nó dừng lại dừng lại thì cái gì nên chờ thêm ở chờ thêm là có những phiên à, có những phiên cung còn như thế nào tại vì khi mà nó tăng điểm này thì khối lượng nó không có chị thì những cái mẹ cổ phiếu mà nó tăng điểm mà khối lượng nó không có thì nó sẽ khá là nguy hiểm tại vì khi mà nó giảm á, thì áp lực bán nó cũng sẽ rất mạnh những cái mẹ cổ phiếu mà khi mà nó tăng á, mà nó không có mức thân khoản thì khi mà nó giảm thì nó sẽ giảm rất là nhanh thì chị phải cân nhắc thật là kỹ với nhà cổ phiếu này ha à, EGG. À, EGG thì anh chị những cái vùng như thế này thì anh chị có thể lấy vì thế dòng anh chỉ có thể lấy vì thế dòng con mẹ cũng khoảng giá 50 năm ha cái mẹ cổ phiếu này nó test là cung còn như thế này thì nó rất ok cái gì thấy khi mà nó chạm về những cái vùng mà cái đường em ma em MA20, những cái vùng như này thì nó bật tăng lên trở lại rất tốt ha nó giữ trên những cái đường em này rất tốt thì mẹ cổ phiếu này anh chỉ có thể lấy vì thế dòng với mẹ cổ phiếu này nó ok à, bdr à, bdr là mẹ một mẹ cổ phiếu nó cũng rất ok về cái mẹ cổ phiếu này anh chỉ có thể lấy vì thế lấy vì thế dòng với cái cổ phiếu này cũng bắt được đó, có những phiên test cung này chạm về những cái đường em ai năm em và bật, bật tăng lên trở lại này mẹ cổ phiếu này chỉ có thể là vì thế lấy vì thế dần ha Uh, SC, SSC uh, thì hiện, hiện tại đang có dấu hiệu trở lại chuẩn lại với cái mẹ cổ phiếu này thì hiện tại cái mẹ cổ phiếu này á uh, hiện tại chị nào có hàng thì chỉ có thể nâng cái mức chân lại lên là còn giá 40 40 năm ha rồi tiếp theo xin đi qua một vài mạng ngành à. ngành ngành các mẹ cổ phiếu ngành make up của các mẹ cổ phiếu cao su cao su hóa chất thủy sản vận tải biển như thế này uh, về phân đạm có đạm phú mỹ này uh, đạm phú mỹ ngày hôm nay tăng rất tốt sau khi mà nhận có những phiên công cầu, tới cung cầu tốt giai đoạn này thì những cái phiên như thế này là những cái phiên xác nhận ở những cái phiên xác nhận mà một xu hướng xuống khá ok với cái mạng cổ phiếu này thì hiện tại anh chị nào có hàng tiếp tục nắm giữ thôi cái mạng cổ phiếu này hiện tại nó đã vượt đỉnh rồi à, vượt đỉnh rồi chúng ta nâng chặn lại ha à, chờ tết lại thì chúng ta sẽ tham gia hay là nv này nv thì cái mạng cổ phiếu này nó chạy rất tốt mà, cái cổ phiếu này anh chị nên chờ tết lại là gvr này đó những cái mạng cổ phiếu này anh chị nắm giữ thì nắm giữ và nắm chặn lại thôi hôm nay gvr nó gặp áp lực chốt lời rất lớn đó, thì cái mẹ cổ phiếu này khi mà gặp áp lực chốt lời lớn như thế này thì nhiều khả năng á, nó sẽ test lại sẽ test lại cái một cổ phiếu này ha các cái mẹ cổ phiếu là VGT này à, VGT ngày hôm nay nổ vô thì cái mẹ VGT này thì em có em có kiến nghị cho các chị cho các chị khách hàng của em á là trong cái trong 9 uh, 9 20 sáng nay thì em có cái người cho các chị là lúc là khoảng lúc nó khoảng giá 18 5 thì anh chị trong room của em á thì hôm nay giá 18 5 để em xem được bao nhiêu phần trăm ha à, 18 5 thì anh chị có thể lãi gần được à, gần, gần 10% gần 10% với cái mẻ cổ phiếu VGT này à, trong ngày hôm nay thì cũng khá là ok. À, thì sáng nay em có cái người chẳng chị trong trong room của em rồi. À, trong room cộng đồng thì em cũng có cái người trong cái room cơ sở hai. thì nếu anh chị nào mà có tham gia thì em cũng xin chúc mừng chị ha. À, cái mẻ cổ phiếu này T cộng 3 về á, các anh chị chắc chắn sẽ không lỗ đâu. À, T cộng ba về các chị chắc chắc chắn sẽ có lãi. thì nhiều khả năng á khi mà thằng thằng VGT này nó tìm cộng với cái vùng trên này này thì nó sẽ gặp áp lực và áp lực chốt lời à, áp gọi là áp lực trận đó thì tại vì những cái vùng như thế này là những cái vùng kháng cự của nó mà à, tuy nhiên anh chị yên tâm nắm giữ thôi à, nâng lại anh, à, yên tâm nắm giữ cái bạn cổ phiếu này ha hay các bạn cổ phiếu đạm cà mau nè à, đạm mau hôm nay cũng gặp áp lực chốt lời khá là lớn nhưng mà xu hướng thì là ổn gì ha à, fmc MC thì sau những cái phiên tăng điểm nó tốt thì mẹ FMC này anh chị nó có hàng à, tiếp tục cũng dụ thôi à, thì cái mức hỗ trợ dưới của nó là khoảng giá 38.2 giữ trên vùng này thì anh chị có thể tiếp tục giữ được rồi thì chắc có lẽ làm sẽ dừng cái buổi livestream ngày hôm nay à, tại vì <laughs> tại vì hiện tại sức khỏe của em nó vẫn nó vẫn còn nó vẫn còn hơi hơi lập bập một xíu nên là anh chị nào mà trong cái video thì em nói hơi nhanh thì em cũng mong các chị thông cảm cho em ha tại vì cái hơi thở của em á hiện tại thì nó hơi hơi bất thường một xíu lúc thì nói nhanh lúc thì nói chậm lúc thì nói hơi vấp thì em cũng mong các chị là sẽ thông cảm cho em trong cái video ngày hôm qua à, trong cái video ngày hôm nay ha rồi chắc có lẽ làm sẽ dừng cái buổi livestream của em tại đây À, em, à, em mong là à, em mong là các anh chị có thể tiếp tục ủng hộ em trong những cái video sắp tới và hẹn gặp lại các anh chị trong cái buổi livestream của em ngày mai ha mười 19 giờ mười giờ ba ngày thứ bảy ngày mai thì em sẽ tổ chức một cái buổi livestream để hỗ trợ các anh chị à, tư vấn hỏi đáp các bạn cổ phiếu để giúp anh chị đầu tư tốt hơn trong tuần sau à, hẹn gặp lại các anh chị trong cái buổi livestream ngày mai ha. à, chào tạm biệt anh chị và chúc anh chị về đình có một những ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc